Lễ hội Vu Lan đã đến rồi, lòng người hiếu tử vẫn đầy vơi, nhớ ơn cha mẹ như trời biển, đền đáp ân sâu đến trọn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Hiền Liên Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Lời mẹ rô con
sáng, mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều là người
thân mình, vì sao gieo nỗi sầu đau. Đừng như dòng sông chảy đi không nhớ cội nguồn, sống ở trên đời luật trời nhân quả ngày sau. Yeah.
toàn thể con cháu ra kiến vì nội tổ. Hôm nay rất vinh dự cho bà Bùi Thị Loan, con cháu đã đứng lên tổ chức cho bà là ngày lễ Vu Lan để báo hiếu ông bà, cha mẹ đã khuất về với tiên tổ, về miền Cực Lạc cõi Tây Phương tịnh độ. Chúng tôi rất vinh dự được gia đình có lời mời đội văn nghệ thuật cùng toàn thể anh chị em diễn viên nhà công trong đội về dự buổi lễ Vu Lan gia đình bà Bùi Thị Loan để mang đến lời ca tiếng hát là làm món ăn tinh thần của tuổi già để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội cùng một con cháu. Gia quyến và trong họ kính thưa bà Bùi Thị Loan cùng tất cả con cháu trong gia đình để bắt đầu chương trình văn nghệ hôm nay. Nội dung chương trình lễ Vu Lan báo hiếu cho cụ Bùi Thị Loan. Kính mời đại biểu quý khách, anh em con cháu ổn định chỗ ngồi, tuyên bố lý do làm việc và nội dung chính của buổi lễ Vu Lan báo hiếu. Kính mời cụ Bùi Thị Loan lên bàn ghế danh dự của buổi lễ tổ chức hôm nay. Lòng để trao nhân bao niềm vui quý trọng.
Hey!
Thank you.
Để
về con thôn của ông bà. Tiếng tắc tưởng chúng tôi không biết sao. Vừa mới thân thức thôi, bác mời thợ về sửa nhà bác. Sau đó bà sàn ngồi lên đến nhà ông bà, rồi lấy cớ đốt cho ông bà trả cả tiền công. Đúng thật sự thật là phải thưa chia mắt thanh. Kiếm đồng cổ quất khỏi nhà tôi ngay, đổ hết óc. Sự thật thì chẳng có tới cái được. Bác vừa là dối được gầy trần, chứ không vừa dối được quỷ thần đâu. Rồi nay mai cô độc ngồi đấy mà mình xem lương tâm có được thanh thản không. Quất khỏi nhà tôi ngay, đổ hết lão. Sự thật thì chẳng tới cái được. Tôi à, tôi cũng không ở đây đâu. Đồ khốn nạn. Mất dạy, một lũ mất dạy. Tiền bạc đã làm cho anh em chúng mày mất hết nhân tâm. Trời ơi, cũng phải làm sao bây giờ? Thank you.
thôi ông ở nhà với các con, ông có khôn thương thì phù hộ cho anh em chúng nó được yên bình. Các con ơi, tài sản quý giá nhất của mẹ đây, tôi đi ông nhé. Bà dậy ăn cháo đi. Bà ơi, quái lạ, đang ốm bà đi đâu không biết, không khéo lại quắm hết vốn liếng dành dụm đi lên chỗ nhà con Phúc cũng lên. Thím hỏi, thím hỏi đâu, sang đây đi tìm bà. Cái gì thế này? Các con ơi, tài sản quý giá của mẹ để trong này. Tài sản quý giá nhất của cha mẹ chính là các con. Mấy chục năm qua cha mẹ đã chất chiêu dành đủ, nhưng giờ đây mẹ đã đánh mất hết rồi. Mẹ thật đau lòng khi không dạy dỗ được các con thành những người con hiếu thảo ngoan hiền. Bạc tiền đã làm anh em các con đã mất quên đi ân nghĩa, mà lao vào vô vết tranh giành tái cỏ lẫn nhau. Mẹ chỉ mong các con mau mau hồi tỉnh, giữ lấy đức nhân cho con cháu noi theo. Cha cha cha, thưa bà con, tài sản quý giá của chúng ta là như thế đó. Qua tiểu phẩm thank you.
mà chủ ảnh đứng vào, bà đứng vào. Không thả hàng ra. Kính thưa các cụ, chương trình văn nghệ tiếp theo xin trân trọng giới thiệu cô Minh Hằng, cô Minh Thuận gửi tới các cụ đêm giao lưu văn nghệ bài hát theo làn điệu huyện Lâm Cung. Xin mời các cụ đón nghe. Xin trân trọng kính mời hát bài. Bảo.
thay mặt cho câu lạc bộ của người cao tuổi khu dân cư Giang Hạ cho phép tôi gửi lời kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại gia đình lời chào, lời chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cháu cũng có một lời rất chân thành cảm ơn các ông các bà và cùng đoàn văn nghệ. Đấy, các cháu không biết nói gì hơn, rất chân thành cảm ơn các ông các bà đã đến đây cùng chung vui với mẹ con cháu và cũng như là tổ chức cho mẹ cháu được vui vẻ. Các cháu xin chân thành cảm ơn.